Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân. Chương 991, chuẩn bị chết. Giết! Tiếng la hét từ khắp núi non và đồng bằng vang lên, hai luồng xối xả từ lưng chừng núi va vào nhau, Lê Văn Vân một mình xông vào trận doanh của những con tiêm quỷ. Ba con tiêm quỷ nhanh chóng bao vây Lê Văn Vân, phía sau anh là hai đội hình siêu cấp theo sát. Bọn họ dẫn đi hai con tiêm quỷ màu đỏ. Cùng lúc đó, Doãn Nhu lao lên, móng vuốt níu lấy một con tiêm quỷ màu đỏ, sau khi thu hút sự chú ý thì nhanh chóng kéo nó đi. Đúng vậy, đây là chiến thuật của người gác đêm. Những con tiêm quỷ này rõ ràng có một chiến lược tấn công kết hợp, vây hãm và tiêu diệt rõ ràng là phi thực tế. Và lại điều mà người gác đêm giỏi nhất là chiến đấu theo từng đơn vị riêng biệt, tiến hành chiến đấu theo từng nhóm nhỏ. Rõ ràng là không phải là một cách tốt khi dồn 10 vạn người gác đêm thành một đống, vì vậy kế hoạch của họ là mở rộng toàn bộ chiến trường, chia để đánh, chia chiến trường thành các chiến trường nhỏ, sau đó chia nhỏ và phá vỡ chúng. Hầu hết các đội tinh nhuệ phải đối phó với tiêm quỷ màu đỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên vẫn được chia thành một đội tinh nhuệ 10 người để chiến đấu và di chuyển nhằm hỗ trợ hơn 1.000 tiểu đội bình thường. Nhưng đây kỳ thật cũng chỉ như muối bỏ biển. Mặc dù là đội quân tinh nhuệ, song bọn họ cũng không có năng lực giải quyết tiêm quỷ màu lam trong nháy mắt, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Và đội bình thường chắc chắn sẽ phải hy sinh một số khi đối phó với tiêm quỷ. Có thể thấy trước rằng trong trận chiến này, rất nhiều người gác đêm sẽ đổ máu. Khó khăn nhất đương nhiên chính là các đội tinh nhuệ. Số lượng đội tinh nhuệ cũng không nhiều, trên thế giới chỉ có hơn 100 đội tinh nhuệ. Và những đội tinh nhuệ này sẽ kéo chân ba con tiêm quỷ màu đỏ. Lê Văn Vân dẫn ba con tiêm quỷ màu đỏ và đưa chúng vào vòng vây của đội tinh nhuệ. Bao vây, bao vây. Phía dưới, Lâm Thắng Nam giống to. Bà ta có đầu tóc ngắn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Sau khi bọn họ vây lại, Lê Văn Vân liền hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác. Con tiêm quỷ đỏ duy nhất đang tự do di chuyển, anh hét lớn, Phó Vũ, tôi sẽ sớm qua giúp các anh giải quyết, giữ chân một thời gian nhất định cho tôi. Ngoài ra, chỉ cần giữ chân, đừng liều mạng với bọn chúng. Với năng lực hiện tại của các anh rất khó có thể phá vỡ phòng ngự của tiêm quỷ màu đỏ. Tôi biết rồi, Phó Vũ hét lên. Cơ thể Lê Văn Vân bùng nổ chân khí. Anh lao về phía con tiêm quỷ màu đỏ đang di chuyển tự do, nhưng kẻ địch đã xông thẳng vào doanh trại của đội thường, đã chém gục hàng chục thành viên của đội thường rồi. Trái tim của Lê Văn Vân đau đớn, nhưng đây là chiến tranh. Chiến tranh, nghĩa là chết chóc. Nhược tuyết chạm. Siêu. Siêu. Lê Văn Vân lao tới, vung vẫy song đao, bổ một đao về phía tiêm quỷ màu đỏ. Keng. Tiêm quỷ màu đỏ phản ứng nhanh chóng, nó giơ đao lên định ngăn cản. Nhưng lúc này, vì bộ đồ chiến đấu mới nên Lê Văn Vân đã có bước nhảy vọt về chất. Nếu trước đây anh đối mặt với kẻ có cấp bậc như đem, tức là cấp độ của tiêm quỷ màu đỏ, những gì anh có thể làm là trấn áp, phải mất rất nhiều thời gian để giết, thì với bộ đồ chiến đấu mới, anh có một lợi thế khác lớn khi đối mặt với tiêm quỷ màu đỏ. Anh chém một đao, tiêm quỷ màu đỏ trực tiếp bay trở về. Nhưng Lê Văn Vân không buông tha, nhún chân nhảy lên. Điệp lãng đao pháp. Anh gầm lên giận dữ, chân khí rồi rào rơi xuống từ trên không. Tiêm quỷ màu đỏ kháng cự, cơ thể Lê Văn Vân lộn nhào. Anh tung ra đao thứ hai. Ngay sau đó là đao thứ ba. Đao thứ tư. Đao sau lại nhanh mạnh hơn đao trước, như con sóng này đến con sóng khác. Ở trên, tiêm quỷ màu vàng nhìn xuống, nó nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân và phát ra âm thanh khưa khưa, như thể đang nói chuyện vậy. Ở phía dưới. Trên mặt Trác Nhất Minh khẽ nở một nụ cười. Sao vậy? Vương Hồng hỏi. Thằng nhóc này không tồi, đối mặt với tiêm quỷ đỏ, nó đã có năng lực nghiền ép rồi. Cho cậu ta thêm vài năm, nhất định cậu ta sẽ có cơ hội đạt tới trình độ của tôi, có thể chịu trách nhiệm với thế giới này. Trác Nhất Minh cười nói, sau khi tôi chém ra một đao này, cậu ta cũng có cách đối phó với những con tiêm quỷ màu đỏ khác, lần này hẳn là có thể tiếp tục phòng thủ. Vương Hồng cười nói, cậu ta vốn là người mà chúng ta xem trọng nhất mà. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta có thể làm được tất cả những điều này. Chỉ tiếc là tổn thất lần này nhất định là rất nặng nề. Thật đáng tiếc, nếu để đám Minh Sùng ra tay, dựa vào con át chủ bài đó, tổn thất của chúng ta lần này sẽ rất nhỏ. Khu tội ác và Hot Seas, sau trận chiến này, cũng đã đến lúc phải tìm cách giải quyết. Khi xây dựng khu tội ác là muốn khống chế người của thế giới ngầm. Bây giờ nhìn lại có vẻ hơi quá mức, đây là một thế lực rất lớn,
chúng ta phải tìm cách dung hợp thôi. Những việc này phải giao cho ông rồi. Trác Nhất Minh cười nhẹ nói, nhớ rác cho cốt của tôi ở quê nhà, không cần dựng mộ, chỉ cần rác ở quê nhà là được. Vương Hồng khẽ gật đầu. Sở Hạo là đội trưởng đội 15.436 của người gác đêm hệ hoa. Anh ta là một cao cấp, cách đỉnh cấp chỉ có một chút nữa. Anh ta và Lê Văn Vân xuất hiện cùng thời điểm. Khi mới tham gia người gác đêm, Sở Hạo đã sống ở bên cạnh đám người Lê Văn Vân. Thậm chí khi mới bắt đầu huấn luyện, anh ta đã theo Lê Văn Vân làm rất nhiều việc trong trại huấn luyện. Nhưng về thiên phú, giữa anh ta và Lê Văn Vân có một khoảng cách nghiêng trời. Cuối cùng, anh ta chỉ trở thành thành viên của một đội bình thường. 9 năm làm người gác đêm đã khiến anh ta trở thành một lão binh và là một trong những người gác đêm kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tỷ lệ chết trong đội của anh ta rất thấp, bởi vì chiến thuật của anh ta khá phù hợp, và sự phối hợp giữa các thành viên cũng rất ăn ý. Trong đội hình bình thường, họ là một đội rất xuất sắc. Thậm chí về tỷ lệ tử vong, họ thậm chí đã bắt đầu so sánh được với một số đội tinh nhuệ. Đội này là niềm tự hào của Sở Hạo. Khi chiến tranh bắt đầu, anh ta nhanh chóng phân tách một con tiêm quỷ màu lam, nhanh chóng dẫn tiêm quỷ màu lam đi tới một vị trí tương đối xa. Đây cũng là điều mà các thành viên của các biệt đội bình thường khác đang làm, mở rộng chiến trường càng lớn thì càng tốt. Hầu hết các đội bình thường chỉ có một nhiệm vụ trong trận chiến này, đó là giải quyết một con tiêm quỷ màu lam, tương đương với việc hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người, lệ cũ, người phía trước sẽ đẩy tôi lên, phân chia sự chú ý của tiêm quỷ, đội công kích chính sẽ theo tôi. Sở Hạo giống to. Ngay cả những đội mạnh nhất trong các đội bình thường như họ cũng sẽ rất khó đối phó với một con tiêm quỷ màu lam trong một khoảng thời gian ngắn. Trong số những con tiêm quỷ màu lam, một số là đỉnh cấp, còn có một số tương đương với địa bảng, thậm chí có thể so sánh với top 10 người gác đêm. Đội của Sở Hạo có tỷ lệ tử vong thấp vì phối hợp chiến thuật chứ không phải dựa vào sức mạnh. Và không nghi ngờ gì rằng con tiêm quỷ màu lam mà anh ta thu hút được có trình độ của top 10 người gác đêm. Mỗi một lần va chạm sẽ khiến người của họ bay đi, nhưng dưới tình huống phối hợp thích đáng, bọn họ cũng không có đội viên bỏ mạng. Tiếp tục bảo trì, đánh lạc hướng nó, đội tấn công chính tiếp tục công kích từ các hướng. Sở Hạo liếm môi nói. Anh ta không chịu thua chỉ vì tiêm quỷ màu lam này rất hung tợn. Tiểu đội của bọn họ rất mạnh, cũng không phải chưa từng giết được tiêm quỷ cấp bậc này. Phân tán lực chú ý và tung đòn chí mạng. Đây là ý tưởng của anh ta. Lão đại, không ổn rồi, anh nhìn qua kia xem. Đúng lúc này, một người trong đội của anh ta đột nhiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Sở Hạo quay đầu nhìn về phía khác, cái liếc mắt này khiến đồng tử của anh ta co rút lại, sởn cả tóc gáy. Anh ta tức thì đứng thẳng người. Cách đó không xa, có hai tia sáng màu lam đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Xung quanh họ còn có những đội ngũ bình thường khác, nhưng họ đều bị tiêm quỷ màu lam quấn lấy và hoàn toàn không thể hỗ trợ bọn họ. Đối phó với một con tiêm quỷ màu lam mạnh mẽ như vậy đã là cực hạn của bọn họ rồi, nếu có thêm hai con nữa, hậu quả bọn họ sẽ không thể chịu nổi. Má nó, anh ta mắng một câu. Nếu là bình thường, anh ta sẽ chọn cách chuồn đi trước. Nhưng lúc này, anh ta biết mình không thể trốn tránh. Nếu anh ta dẫn đồng đội tránh đi, ba con tiêm quỷ này sẽ trở thành ác mộng cho những tiểu đội khác ở gần anh ta. Các anh em, chuẩn bị chết đi. Anh ta thở ra một hơi nói, mọi người, mở tần tử cuồng dũng. Chương 992, liên tục đến chết. Ở một bên của ngọn núi, trên sườn núi cao nhất, ba người Lý Thu, Cố Bạch và Trương Vãn Hà đang ngồi trên sườn núi cao này. Khẩu súng bắn tỉa trong tay Lý Thu đang bắn từng phát một, bên cạnh anh ta là một hộp đựng đầy đạn. Những viên đạn đó đều là đặc chế. Tiên sư bà nó chứ, ba người đối phó một tiêm quỷ đỏ, vẫn thấy hơi áp lực. Cố Bạch chửi một câu. Điều này đồng nghĩa với ba người siêu cấp bình thường đấu với một đêm, hơn nữa hai người trong số họ vừa mới lên siêu cấp, cũng may Doãn Nhu là chủ lực chính, bọn họ chỉ phụ trách kiềm chế lại thôi, nhưng dù vậy vẫn rất nguy hiểm. Này, kia là thằng nhóc Sở Hạo à? Đúng lúc đó, Trương Vãn Hà đột nhiên nói. Cố Bạch quay đầu nhìn liếc qua, sau đó gật đầu nói, đúng là Sở Hạo rồi, này, sao đội bọn chúng lại bị ba tiêm quỷ bao vây thế? Không được. Tôi phải đến giúp một tay. Cố Bạch thở dài nói, Vãn Hà, cô phụ trách sự an toàn của Thu Thu đi. Trương Vãn Hà gật đầu nói, vậy anh đi cẩn thận. Cố Bạch gật đầu. Rầm, rầm. Ngay lúc đó, tiếng động vang dội lần lượt vang lên, trong nháy mắt, toàn đội của Sở Hạo bắt đầu mở tần tử cuồng dũng.
Bọn họ điên rồi à? Sắc mặt Trương Vãn Hà đột nhiên thay đổi, nói, Thu Thu, bắn một phát sang đây. Lý Thu nhíu mày, từ chỗ anh ta có thể thấy ba người đang quấn lấy tiêm quỷ đỏ đằng xa, nếu không phải anh ta ở đây bắn lén hỗ trợ, áp lực của ba người Doãn Nhu chắc chắn sẽ tăng thêm mấy phần. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều mở tần tử cuồng dũng khiến anh ta hơi bất ngờ. Không phải ai cũng giống Lê Văn Vân và Lữ Dương, tần tử cuồng dũng mang đến gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Một đám người mở tần tử cuồng dũng như vậy thì có lẽ đợi đến khi tần tử cuồng dũng kết thúc sẽ chỉ còn lại mấy người, thậm chí là tất cả sẽ chết hết. Một khi tần tử cuồng dũng bắt đầu đồng nghĩa với việc bọn họ quyết định tồn tại để chết. Mà bọn họ làm tất cả chỉ để ngăn chặn ba con tiêm quỷ xanh lam, nếu không ba con tiêm quỷ này sẽ tấn công các đội khác và đánh cho họ một đòn thảm khốc. Cố Bạch không kịp suy nghĩ nhiều, anh ta rút song đao ra, chân khí tuôn trào, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng xuống dưới. Lý Thu nghiến răng, đột nhiên xoay người lại, kéo chốt, nhắm chuẩn, sau đó bắn một phát đạn. Bùm! Một viên đạn bay ra, nhưng anh ta lại bắn lệch phát đó. Lý Thu lại kéo chốt. Ở bên kia, đối mặt với ba con tiêm quỷ xanh lam, đội của Sở Hạo sắp không chịu nổi nữa, lần lượt từng người bỏ mạng. Nhờ tần tử cuồng dũng mà Sở Hạo tạm thời đạt cấp đỉnh cấp, anh ta sống chết đánh một con tiêm quỷ màu xanh lam, đây là tiêm quỷ mạnh nhất. Quyết chiến không lùi. Anh ta hô to. Quyết chiến không lùi. Thành viên trong đội anh ta hô to, bọn họ không hề sợ hãi trước cái chết. Chết đi. Lý Thu lại nín thở ngắm bắn. Bùm. Một phát nữa bay ra, nhằm thẳng đến con tiêm quỷ xanh lam bên cạnh Sở Hạo. Sau khi bắn phát đó, anh ta không nhìn bên đó nữa mà trực tiếp chuyển hướng về phía Doãn Nhu ở chiến trường đối diện. Ba người Doãn Nhu đối đầu với tiêm quỷ đỏ, áp lực rất lớn. Trong khoảnh khắc anh ta xoay người, viên đạn của anh ta lại xuyên thẳng qua cổ một con tiêm quỷ bên cạnh Sở Hạo, cơ thể con tiêm quỷ kia cứng đờ, chạy hai bước rồi ngã thẳng xuống đất. Thu Thu, Sở Hạo vui mừng quay đầu nhìn sang hướng khác, một bóng hình màu đen từ bên trên lao thẳng xuống, anh ta cầm song đao, chém thẳng vào một con tiêm quỷ xanh lam khác. Lão keo kiệt Cố Bạch này, anh ta mừng như điên. Con này giao cho tôi, các anh mau giải quyết con còn lại đi. Hai vành mắt Cố Bạch đỏ bừng, anh ta hét lớn. Anh ta ra tay, hơi muộn. Bởi vì tất cả người trong đội Sở Hạo đều đã mở tần tử cuồng dũng. Cố Bạch ngăn sự hoảng loạn trong lòng lại, anh ta phải bảo vệ Lý Thu, vai trò của Lý Thu không thể so sánh với một tên siêu cấp lực chiến đấu yếu được, nhưng trong trường hợp bảo vệ Lý Thu, anh ta không thể hành động. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người gác đêm bình thường lần lượt mở tần tử cuồng dũng, sau đó chết trận trên núi tuyết này. Hoàn cảnh này làm anh ta nhớ tới trận chiến ở núi Hỉ Lãng năm đó. Sở Hạo không hề do dự lao đến chỗ con còn lại. Thập tự trảm, chết đi, Cố Bạch hét to. Trong đỉnh cấp, anh ta là người có sức chiến đấu cao nhất, đối đầu với con tiêm quỷ xanh lam, chỉ trong một chốc va chạm ngắn ngủi, con tiêm quỷ xanh lam kia trực tiếp chọn tự bảo. Cùng lúc đó con bên phía đội Sở Hạo bao vây cũng tự bảo. Nổ tung thành một cơn mưa vàng, tất cả mọi người theo thói quen tìm một cái hố rồi nằm xuống. Cố Bạch và Sở Hạo cùng nấp vào một chỗ. Sở Hạo liếm môi nói, tổ sư bà nó chứ, sao anh đến muộn thế hả? Lão Sở, mẹ nó anh phải chờ một chút chứ, sao không đợi thêm chút nữa hắn mở tần tử cuồng dũng? Cố Bạch nằm bên cạnh lớn tiếng mắng, chúng tôi cũng để ý đến anh rồi, chúng tôi cũng sẽ xuống giúp đỡ mà. Sở Hạo cười hì hì, nói, không sao đâu, đã gia nhập người gác đêm thì phải chuẩn bị tinh thần chết bất cứ lúc nào, hơn nữa, nhỡ may ông đây lại sống tiếp thì sao? Cố Bạch nắm được ít tuyết. Siết chặt trong lòng bàn tay. Mưa vàng từ từ tản ra, Sở Hạo đứng lên, nói tần tử cuồng dũng của tôi còn chút thời gian nữa, tôi phải đi chém thêm mấy đầu tiêm quỷ. Nói xong, anh ta lười nói nhảm với Cố Bạch, quay đầu hét lớn, các anh em, đi giết những con khác cùng tôi, vì tất cả vẫn còn đang thở. Rất nhiều người trong bọn họ cũng biết, sau khi mở tần tử cuồng dũng thì khả năng sống sót rất ít, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng xông lên. Cố Bạch nghiến răng. Theo sát đằng sau, từng con tiêm quỷ gần đó bị những người gác đêm mở tần tử cuồng dũng giải quyết hết. Một con, hai con, ba con. Sau khi giải quyết được ba con, Sở Hạo xoay người, anh ta tiếp tục giơ đao lên. Đằng sau anh ta, mấy anh em chỉ còn lại 7-8 người, mặc dù đã mở tần tử cuồng dũng thì trước tiêm quỷ xanh lam, những thành viên đội bình thường cũng hơi bất lực. Một đội gần 40 người mà giờ chỉ còn lại mấy người. Sở Hạo vẫn muốn xông lên tiếp.
nhưng anh ta không còn sức nữa. Tần Tử Cuồng Dũng chỉ có 15 phút, bọn họ đã tiêu hao hết chút chân khí cuối cùng rồi. Lạch cạch, anh ta không cầm nổi đau nữa, đặt mông ngồi xuống đất, vừa cười vừa nói với những người đằng sau, các anh em, xin lỗi mọi người, tôi không thể bảo vệ được mọi người. Sau lưng anh ta, 7-8 người kia cả người toàn là máu tươi, trên cơ thể có bao nhiêu vết thương, có người cười cười, nhưng bọn họ chẳng còn sức mà đáp lại nữa. Một người rồi một người gục xuống đất. Lát nữa tôi sẽ đến tìm các anh, mọi người cùng làm bạn đi đường, xuống đó rồi tất cả vẫn là anh em. Thực lực của Sở Hạo mạnh hơn một chút, cố gắng nói rõ ràng. Nói xong, anh ta nở nụ cười. Trước sống chết, anh ta nở nụ cười không quá đau buồn. Người gác đêm sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Thứ bọn họ bảo vệ chính là thế giới mà những người bình thường đang sống. Để bọn họ an ổn sống cuộc đời của mình, vì cuộc đời của những người đó mà đánh đổi bằng chính cuộc sống của mình. Tôi đưa anh xuống dưới, bác sĩ Phạm có cách cứu anh, chắc chắn cô ấy có thể cứu anh. Cố Bạch giữ lấy Sở Hạo. Sở Hạo lắc đầu, nói cũng đi cùng nhau, già mồm làm gì. Nhiều người mở Tần Tử Cuồng Dũng như vậy, bác sĩ Phạm cũng không cứu được. Anh ta đặt mông ngồi xuống đất, tiêm quỷ màu xanh lam xung quanh lúc nãy đã bị bọn họ xử lý gần hết, còn mấy con còn lại bị mấy người sống sót ở đội khác đánh về chiến trường khác rồi. Bù! Gió lốc gào thét quét qua. Cho tôi một điếu thuốc đi, có không? Sở Hạo hỏi. Cố Bạch vội vàng lấy ra một điếu rồi châm cho Sở Hạo. Sở Hạo nhếch miệng nói, tổ sư bà nó, trước kia tôi còn tính đánh xong trận này là về lấy vợ, hoặc là nhờ anh đưa tôi đi thăm thú bên ngoài một chút. Thật là hâm mộ đội mũi nhọn các anh, còn được đến những thành phố bình thường. Hơn nữa, từ khi vào người gác đêm, tôi chưa về thăm mẹ lần nào. Vành mắt Cố Bạch đỏ bừng, hỏi, có chuyện gì cần tôi làm cho không? Cần anh làm, sau này cứ ngày này mỗi năm đưa một bó hoa đến phần mộ tôi đi, đúng rồi, mang cho cốt của tôi về chôn ở quê nhà tôi đi, với giúp tôi chăm sóc cha mẹ tôi một chút, bọn họ cũng già rồi. Sở Hạo nói xong, đưa thuốc đặt lên khóe miệng. Tôi hứa với anh, Cố Bạch nghiến răng nói. Sở Hạo hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó, anh ta sờ lên ngực, ở chỗ ngực có một vết thương rất lớn, quần áo người gác đêm của anh ta cũng bị rách toạc ra. Còn những người khác thì sao? Cố Bạch lại hỏi. Sở Hạo không trả lời, tay anh ta vẫn đặt bên khóe miệng, tàn thuốc vẫn còn cháy, khóe miệng anh ta nở nụ cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng, hô hấp đã ngừng lại. Chương 993, bảo vệ một người như vậy, đáng không? Trên núi tuyết, Sở Hạo đang ngồi đó, điếu thuốc lá trong tay mới hút một hơi vẫn đang nhả khói, nhưng hô hấp của anh ta đã dừng lại. Lão Sở, gọi Sở Hạo mấy câu, không nghe thấy tiếng đáp lại, Cố Bạch cảm nhận được Sở Hạo đã ngừng thở. Cố Bạch lau lau mắt mình, rồi nhẹ nhàng vuốt mắt Sở Hạo xuống, sau đó nhìn về phía sau lưng anh ta. Những thành viên trong đội Sở Hạo từng người một dần dần ngừng thở, điều đó có nghĩa đội của Sở Hạo đã bị diệt. Đây là đội đứng đầu trong những đội người gác đêm hệ hoa bình thường, vậy mà giờ bị diệt cả đội. Cố Bạch nghiến răng, anh ta bỗng xoay người, chân khí bùng nổ, xông lên một chỗ cao, nhàn nhạt nói, Vãn Hà, sự an nguy của Thu Thu phải giao cho cô rồi. Anh muốn làm gì? Trương Vãn Hà nhíu mày, hỏi, chúng ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Thu Thu mà. Tôi không muốn đứng nhìn thế này nữa, tôi muốn giết tiêm quỷ. Nói đến đây, anh ta quay người nhảy thẳng xuống dưới. Trương Vãn Hà cắn chặt răng. Cố Bạch bình thường cả lơ phất phơ, nhưng khi anh ta quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được. Lý Thu vừa quay súng vừa nói, cứ kệ anh ta, để anh ta đi đi, một mình cô bảo vệ tôi là được rồi. Cùng lắm thì đổi một chút, tiêm quỷ xanh lam cũng không có uy hiếp gì với chúng ta, nếu có tiêm quỷ đến gần thì nói sớm cho tôi biết là được. Tôi sẽ bắn chết chúng. Trương Vãn Hà thở dài nói, được. Chuyện xảy ra với đội của Sở Hạo đã truyền đi khắp mọi nơi trên dãy núi Aspen. Đây là lần đầu tiên quy mô tiêm quỷ xanh lam lớn đến mức này. Rất nhiều đội người gác đêm bình thường mở Tần Tử Cuồng Dũng. Bên đội tiên phong cũng chẳng khác là bao, áp lực của bọn họ còn lớn hơn các đội bình thường rất nhiều. Bọn họ có thể phân thành mấy chục đội nhỏ bao vây tấn công một con tiêm quỷ đỏ. Nhưng cao thủ đỉnh cấp muốn phá hủy phòng ngự của tiêm quỷ đỏ cũng khó khăn chứ nói gì đến vây giết, bọn họ chỉ có thể trì hoãn thụ động mà thôi. Trong thời gian ngắn, không ít người của quân tiên phong phải bỏ mạng. Mà tiêm quỷ đỏ lại chưa chết một con nào.
Lê Văn Vân và 9 người của hai đội siêu cấp khác tính vây giết con tiêm quỷ quan trọng nhất, một đội người gác đêm siêu cấp cũng khá tốt, lúc này bọn họ bao vây quanh con tiêm quỷ đỏ kia, vô cùng nguy hiểm, người gác đêm không dám hành động, bọn họ biết nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt con tiêm quỷ đỏ này, đây là tiêm quỷ có chiến lực mạnh nhất trong đám bọn chúng, giải quyết nó có thể cứu thêm rất nhiều người. Nhưng những người siêu cấp không phải người gác đêm do Đỗ Tắc Thành dẫn đầu thì khác, Đỗ Tắc Thành dùng hết sức lao vào liều chết. Thực lực của ông ta chỉ kém hơn tiêm quỷ đỏ một đường, theo lý thì sức chiến đấu của đội ông ta phải lớn hơn sức chiến đấu của một đội 9 người siêu cấp thuộc người gác đêm nhiều. Nhưng, trong đội bọn họ có rất nhiều người thong dong hờ hững, họ bao vây con tiêm quỷ đỏ nhưng không dốc hết toàn lực. Cho dù Đỗ Tắc Thành có ra lệnh hò hét như thế nào thì tất cả vẫn vậy. Trong số đó tất nhiên phải kể đến ba người đạo trưởng Ôn Uẩn, Chu Diệu Khôn và Tử Liên là nghiêm trọng nhất, bọn họ hầu như không tiêu hao chút chân khí nào. Mọi người dùng hết sức lực đi, chúng ta giết xong con này thì đi giết con thứ hai, bên đội tiên phong thương vong lớn quá. Đỗ Tắc Thành lớn tiếng hét. Những cũng vô dụng. Mấy người đúng là chó chết. Đỗ Tắc Thành tức giận mắng, những người gác đêm này đã bảo vệ người thân của mấy người, bọn họ ngăn không cho bọn tiêm quỷ rời khỏi phương Bắc. Nếu như những con tiêm quỷ này xông vào thành phố bình thường thì mấy người nghĩ nhà mấy người may mắn thoát được à? Mẹ nó mấy người nhẫn tâm nhìn bọn họ hy sinh hết người này đến người khác à? Vẫn không có ai trả lời ông ta, mấy người Ôn Uẩn vẫn thong dong như cũ. Bên dưới, Trác Nhất Minh và Vương Hồng vẫn đang theo dõi, Trác Nhất Minh đang nói tình huống diễn ra cho Vương Hồng. Vương Hồng sờ mũi nói, để tôi nhớ kỹ tên mấy người đó. 4-5 người gì đó. Trác Nhất Minh thở dài nói, hai, nếu bọn họ dùng hết sức, nhanh chóng giết tiêm quỷ đỏ thì rất nhiều người bên ta có thể sống sót, bây giờ tôi nhìn cũng thấy đau lòng. Đây là chiến tranh, Vương Hồng thản nhiên nói, không còn cách nào khác, không thuộc dòng tộc tôi, cũng có cảm giác khác nhau. Những người đó cảm thấy đến đây là cho chúng ta mặt mũi rồi, thật sự không biết người chúng ta bảo vệ cũng là bọn họ, nghĩ đến chuyện chúng ta phải trông coi cho bọn người ích kỷ đó, có lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc. Bên Lê Văn Vân thế nào rồi? Vương Hồng nhíu mày hỏi. Cậu ta, có lẽ định giải quyết một mình. Trác Nhất Minh nói, cậu ta đã đến đao thứ 9 rồi, thằng nhóc này càng ngày càng mạnh. Hơn 10 phút, vậy là được rồi. Vương Hồng nói, hy vọng cậu ta có thể giải quyết thêm nhiều tiêm quỷ đỏ hơn trước khi chân khí cạn kiệt. Theo tôi thấy, khi 2-3 tiêm quỷ đỏ chết thì tiêm quỷ vàng sẽ không ngồi yên đâu, đến lúc đó chúng ta cũng phải hành động. Trác Nhất Minh nhìn đao trảm hồng bên dưới. Mỉm cười nói. Tại giữa sườn núi, ánh mắt Lê Văn Vân hơi uể oải. Con tiêm quỷ bên dưới như sắp tan vỡ, nó đỡ đao thứ 8 của Lê Văn Vân. Chết đi! Trong nháy mắt, Lê Văn Vân nhảy lên thật cao, hét to lao xuống, đao vô danh trong tay mang theo khí thế kinh khủng chém xuống, mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển. Điệp song đao pháp đao thứ 9. Tiêm quỷ đỏ giơ thanh kiếm trụ xanh ra trời trong tay lên một cách khó khăn. Nhưng lúc này, nó không thể chống cự được nữa. Lê Văn Vân chém một nhát, tiêm quỷ đỏ trực tiếp bị chém đứt, nó thậm chí còn chưa kịp tự bảo. Trong 7 con tiêm quỷ đỏ, con đầu tiên đã bị tiêu diệt, Lê Văn Vân một mình giết chết. Hay lắm! Trên toàn bộ sườn núi vang lên tiếng hoan hô tựa như núi thở biển gầm. Lê Văn Vân, người gác đêm hệ hoa, người đạt được huân chương tinh diệu, một mình giết chết tiêm quỷ đỏ, chuyện này giống như liều thuốc trợ tim. Rót vào trong lòng tất cả mọi người. Vì tất cả vẫn còn sống. Tất cả mọi người lớn tiếng hò hét, trong chớp mắt, tinh thần của bọn họ tăng lên rất nhiều. Cúi xuống. Ngay lúc Lê Văn Vân chém chết con tiêm quỷ đỏ đầu tiên, một tiếng hét to vang lên, bên chỗ khác, chỗ 9 người gác đêm siêu cấp đang vây công, con tiêm quỷ đỏ kia cũng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp tự bảo. Tiêm quỷ đỏ thứ 2, bị tiêu diệt. Lại một trận hoan hô vang lên. Lê Văn Vân đáp xuống một hòn đá giữa sườn núi, anh xoay người, nhìn về phía trên ngọn núi. Trong chốc lát, anh cảm nhận được một ánh mắt cũng nhìn lại mình, dường như tiêm quỷ vàng đang dõi theo anh, hai người nhìn chăm chú nhau giữa khoảng không. Khóe miệng Lê Văn Vân lộ ra vẻ khinh thường, sau đó anh quay người, nhìn về phía chiến trường. Liếc qua, trong lòng anh không nhịn được nỗi đau nhói. Trận chiến này, không thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung được nữa. Chiến trường trải rộng khắp dãy núi Aspen, cái chết của đội quân tiên phong khá khủng bố, lúc này toàn thân Phó Vũ đẫm máu, với cấp bậc của anh ta, giờ anh ta đang ngăn con tiêm quỷ đỏ chủ lực chính lại. Lâm Thắng Nam cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ đều dựa vào một hơi thở mà chống chọi.
Mẹ nó, Lê Văn Vân to tiếng chửi. Anh quay người, nhìn về bên khác, vừa nhìn, sắc mặt anh bỗng nhanh chóng trầm xuống, anh phát hiện ở chỗ gần đó, đội người gác đêm vừa giải quyết xong một con tiêm quỷ đỏ, mà đội của Đỗ Tắc Thành vốn có sức chiến đấu mạnh hơn vẫn đang dây dưa với một con tiêm quỷ đỏ khác. Cảm giác phẫn nộ quét qua tim anh. Nếu bây giờ đội của Đỗ Tắc Thành giết chết con tiêm quỷ đỏ kia thì cục diện chiến trường sẽ nghiêng sang một phía. Nhưng, có người đang chống đối. Ánh mắt anh liếc qua mấy người đang chống đối đó, sự lạnh lẽo trong mắt nổ tung ra. Chương 994, Lê Văn Vân, chúng tôi tới yểm trợ cậu. Sự lạnh lẽo bao trùm đôi mắt Lê Văn Vân. Hiện tại mấy người này chống đối ở đây, vậy đồng nghĩa với việc người gác đêm bên kia đã bỏ mạng nhiều hơn, đây là một phản ứng dây chuyền. Nếu bọn họ không chống đối, thì với thực lực của Đỗ Tắc Thành chắc chắn đã giải quyết xong đám tiêm quỷ đỏ này. Sau đó, mang ba con tiêm quỷ màu đỏ còn lại đi, đội quân tiên phong sẽ không cần phải tiếp tục dây dưa với tiêm quỷ màu đỏ nữa, bọn họ không cần bỏ mạng quá nhiều, mà ngược lại, bọn họ có thể chiến với những con tiêm quỷ màu lam bình thường, và cán cân của cuộc chiến tranh này sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Và như vậy, số người phải bỏ mạng của người gác đêm sẽ trở nên rất ít. Nhưng hiện tại, đám người kia lại chống đối, cho dù bọn Lê Văn Vân có kéo hai tiêm quỷ màu đỏ đi, thì áp lực đè lên vai đội quân tiên phong quả thật sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì sự tồn tại của mỗi con tiêm quỷ màu đỏ vẫn sẽ gây nên áp lực của đội quân tiên phong. Ông đây nhớ kỹ các người rồi. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra một hơi, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo quét quanh bốn phía. Chu Diệu Khôn, Ôn Uẩn, đạo trưởng Tử Liên. Ngoài ra còn có một siêu cấp nước ngoài tên Đem Louis. Anh ta xuất thân là người gác đêm hệ Mỹ, Lê Văn Vân khắc sâu dáng vẻ của bốn người bọn họ vào trong bộ não mình, anh nghĩ người gác đêm mình bảo vệ thế giới, bao gồm cả người nhà của nhóm người này, gia tộc của bọn họ, mà bọn họ, ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, họ lại ngang nhiên cầm một con dao đâm thẳng vào lưng người gác đêm. Anh từ từ thở hắt ra một hơi, không kịp nghĩ thêm gì nhiều nữa, lao thẳng về phía đám người Lâm Thắng Nam và Phó Vũ. Đồng thời há miệng gào lớn, các người mau lui lại, đám tiêm quỷ đỏ này cứ giao cho tôi, mau đưa những người còn sống sót xuống dưới chân núi chữa trị nhanh. Lâm Thắng Nam và Phó Vũ gật đầu, Phó Vũ chỉ huy người gác đêm hệ hoa, bắt đầu đưa người đi cứu trị, mà cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng kia, lúc này trên người cô ta xuất hiện những vết thương rươm rướm máu. Sau khi tiêm quỷ đỏ bị đưa đi, cô ta quỳ nửa người trên mặt đất, dựa vào cây kiếm dài trong tay mới có thể gắng gượng đứng nổi. Hiện tại cô ta là người gác đêm số 2, là một thiên tài siêu cấp, và cũng là người gác đêm hệ hoa, chỉ đứng sau Lữ Dương. Lộ Lộ, mau xuống điều trị vết thương cùng chúng tôi. Lâm Thắng Nam vội vàng chạy tới nói. Người con gái có tên Lộ Lộ kia khẽ lắc đầu, cô ta sờ sờ miệng vết thương vẫn đang rỉ máu của mình, tiếp tục đứng lên nói tôi vẫn còn chiến đấu được. Lúc này, Lê Văn Vân vừa tung một đao chém chết một con tiêm quỷ màu đỏ bỗng xoay người nói với cô gái nọ. Chỉ có sống sót, mới có thể tiếp tục chiến đấu với nhiều tiêm quỷ hơn. Cơ thể Lộ Lộ hơi run rẩy một chút, cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái, mà sau khi câu nói của Lê Văn Vân vang lên, trong đôi mắt cô ta thoáng hiện lên một tia kỳ dị. Sau đó, cô ta từ từ thở ra một hơi, nhìn theo bóng dáng Lê Văn Vân nói, sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi đạt tới trình độ này của anh ấy, giết chết thật nhiều tiêm quỷ. Để tôi đưa cô đi xuống trước. Lâm Thắng Nam nói, Phó Vũ, cậu đi chi viện cho bên tiêm quỷ đỏ bên kia đi, bên này để tôi đưa người bệnh xuống trước. Bà ta nhìn hàng loạt đồng nghiệp của mình ngã rạp trên mặt đất, trong lòng chua xót không thôi, nhưng thời gian sẽ không đợi bà ta thậm chí còn không có thời gian để thương tiếc cho những người này, chỉ còn đủ sức dìu các đồng đội bị thương của mình xuống, sau đó lại phải quay lại chiến trường lần nữa. Lâm Thắng Nam xoa xoa máu loang lổ trên mặt, người của tổ chức khiêng người bị thương trên lưng. Nhanh chóng chạy xuống dưới chân núi. Mà ở bên phía kia, tổ chức người gác đêm siêu cấp cũng đã tiên tiêm quỷ cụ màu đỏ thứ hai đi. Ở bên cạnh, Đỗ Tắc Thành nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ông ta khó coi đến cực điểm, ông ta cắn răng nói, vì hành động của các người có biết sẽ có biết bao nhiêu người gác đêm phải bỏ mạng không? Không chỉ có mình tôi nhìn ra chuyện này, đến Lê Văn Vân cũng có thể nhìn ra được, chắc nhất mình bên dưới cũng có thể nhìn thấy, loại người như các người. Tốt nhất đừng có bén mảng tới đây, chắc nhất mình cũng được, Lê Văn Vân cũng được, bọn họ đều là những người ôm thù trong lòng, hiện tại các người dám ngang nhiên làm ra loại chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ khắc sâu trong đầu. Mấy người kia rơi vào trầm mặc. Lúc này, trên mặt đạo trưởng Tử Liên xuất hiện nụ cười âm hiểm,
ông ta mở miệng nói, Đỗ Tắc Thành, ông đừng có lấy chuyện này ra để dọa chúng tôi đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng kết quả thì vẫn vô dụng, chúng tôi cũng hết cách, thay vì chúng tôi cứ ở đó ôm chân đám tiêm quỷ đỏ đấy mà chẳng ích lợi gì, thì tôi thấy vài người các ông là đủ rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, các người có thể giết chết đám tiêm quỷ đỏ này dễ dàng ấy mà. Ông nói vậy là ý gì? Đỗ Tắc Thành vừa chiến đấu vừa nhíu mày hỏi. Tử Liên nói với vẻ trầm ngâm, chiêu cuối cùng của chúng tôi vô dụng với đám tiêm quỷ đỏ này, nhưng mỗi một chiêu Lê Văn Vân tung ra đều có thể mang lại sức sát thương cực lớn cho tiêm quỷ đỏ. Tôi nghĩ ba người chúng tôi làm vậy là để giúp Lê Văn Vân, kéo thêm tiêm quỷ đỏ tới đây giúp cậu ta, để cậu ta tung một đòn chí mạng, như vậy khả năng tiêu diệt đám tiêm quỷ này sẽ càng dễ dàng và nhanh hơn. Đỗ Tắc Thành đã không thể nhìn nổi ba người bên cạnh mình, nếu bọn họ mà đi tới chỗ Lê Văn Vân thì tốt hơn nhiều. Với năng lực hiện tại của Lê Văn Vân, quả thực anh sẽ giải quyết nhanh hơn rất nhiều. Ông ta gật đầu nói, có thể. Thật ra ông ta cũng không nghĩ quá nhiều, mặc dù biết chắc giữa ba người này và Lê Văn Vân khả năng sẽ có mâu thuẫn xảy ra, nhưng trên chiến trường thế này, ông ta cho rằng ba người này sẽ không dám làm gì sằng bậy. Bên phía này của bọn họ chỉ còn dư lại 6 người, đối phó với đám tiêm quỷ đỏ này, đúng thật là sau khi kéo dài thời gian chiến đấu, bọn họ sẽ có cơ hội giải quyết chúng nhanh gọn hơn. Ba người đạo trưởng Tử Liên bày ra nét mặt vui vẻ, sau đó họ nhanh chóng tách ra khỏi nhóm chiến đấu. Sau khi bọn họ tự tách xa ra một khoảng, đạo trưởng Tử Liên cười nói với vẻ âm hiểm, hôm nay, chúng ta sẽ khiến Lê Văn Vân mất mạng ở nơi này. Ôn Uẩn từ từ thở hắt ra một hơi, mở miệng nói, hừ, đợi đến lúc đó, Lê Văn Vân chết rồi, Trác Nhất Minh chắc chắn sẽ tung một đao cuối cùng ra. Đợi đến lúc cả hai người bọn họ cùng bỏ mạng, người gác đêm siêu cấp hệ hoa chỉ còn khoảng mấy con mèo con, chúng ta sẽ không cần phải e ngại gì cả, hơn nữa, cùng lắm thì hợp tác với Hồng Nguyệt. Đương nhiên, có thể hành động trong bí mật thì vẫn là tốt nhất. Chu Diệu Khôn từ từ thở ra một hơi. Dứt lời, ba người họ lại nhào về phía Lê Văn Vân, đạo trưởng Tử Liên lớn tiếng hét một câu, Lê Văn Vân, chúng tôi tới yểm trợ cậu. Lúc này, Lê Văn Vân đã dồn tiêm quỷ màu đỏ đến một nơi không người, cố gắng hết sức để cuộc chiến của bọn họ không làm ảnh hưởng tới những người bình thường khác, giờ tự dưng lại nhìn thấy ba người kia chạy lại, hàng lông mày của anh đột nhiên nhíu chặt. Dưới chân núi, Trác Nhất Minh thấy cảnh tượng này, hàng lông mày của ông ta cũng nheo chặt không kém, ông ta mở miệng nói, ba người Tử Liên, Ôn Uẩn, Chu Diệu Khôn chạy tới chỗ Lê Văn Vân. Nét mặt Vương Hồng hơi đổi. Sau đó trên mặt ông ta cũng lộ rõ vẻ lạnh lẽo chẳng khác gì băng, giữa ba người này và Lê Văn Vân có mâu thuẫn với nhau, bọn họ không đánh cũng thôi đi, giờ lại bày đặt chạy tới chỗ Lê Văn Vân nữa, chỉ e là muốn đâm sau lưng Lê Văn Vân thôi, mấy người này, xem ra không giữ nổi nữa rồi. Trác Nhất Minh gật đầu đồng ý, mở miệng nói, đúng là không thể giữ lại được nữa rồi, ba nhà này, cũng vì có siêu cấp nên trước đó không bị chúng ta đuổi tới khu tội ác, mà bọn họ cũng đã đồng ý thỏa hiệp rồi. Kết quả cách họ thỏa hiệp là thế này đây, ba nhà sở hữu gần 100 cao thủ đỉnh cấp, nhưng lúc này lại chẳng có nổi một tên xuất hiện, chỉ cử ba tên cao thủ siêu cấp tới mang tính tượng trưng, những người này, nên đưa tới khu tội ác. Nhưng giờ thì nhìn xem, nếu bọn họ thật sự dám đâm sau lưng chúng ta, đợi đến khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ khiến ba người họ đi đời. Vương Hồng nói với vẻ rửng rưng. Để Minh Sùng ra tay đi. Trác Nhất Minh gật gật đầu nói. Hả? Đúng lúc này, Trác Nhất Minh đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi, vào khoảnh khắc đó, ánh sáng màu vàng trên người tiêm quỷ màu vàng đột nhiên sáng lên, đồng thời, cây kiếm dài màu vàng trong tay nó bỗng sáng lên, lập tức phóng lên không trung. Nó muốn ra tay, sắc mặt Trác Nhất Minh hơi đổi, mở miệng nói. Chương 995, ranh giới sống chết. Đứng ở vị trí giữa sườn núi, Lê Văn Vân nhìn ba người bọn họ chạy tới, anh hờ hững đưa mắt liếc nhìn ba người một cái. Yểm trợ anh sao? Anh vốn chẳng hề tin lời bọn họ nói, nhưng trên chiến trường, anh không có quá nhiều thời gian để băn khoăn. Bọn họ có giở trò bên cạnh anh cũng không sao, dù sao thì cuối cùng anh sẽ giải quyết hết đám tiêm quỷ đỏ này nhanh chóng. Nhưng mà, chỉ vài phút sau, sắc mặt Lê Văn Vân đã thay đổi. Thật ngại quá, chém trượt. Thực lực của chúng tôi quá kém, căn bản là không theo kịp tốc độ của tiêm quỷ màu đỏ, cứ luôn chém trượt. Trong đôi mắt Lê Văn Vân, sự lạnh lẽo đã bao trùm từ bao giờ. Ba người khốn nạn này, họ tới vốn không phải để yểm trợ anh, bọn họ không chỉ tới đây để quấy nhiễu tiến độ của anh một cách nghiêm trọng. Các người mau đi giúp đỡ những tiểu đội khác, đừng ở đây quấy nhiễu tôi.
Lê Văn Vân nói với vẻ mặt lạnh tanh. Đạo trưởng Tử Liên cười he he nói, mọi người trước nay chưa từng hợp tác chung với nhau, nên phối hợp không được tốt lắm, cứ từ từ chiến đấu cùng nhau thêm nữa chắc chắn sẽ phối hợp rất ăn ý thôi, chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết đám tiêm quỷ đỏ này nhanh chóng. Các người ở đây, tiến độ làm việc của tôi thậm chí còn chậm hơn ấy, hiểu không hả? Mau đi yểm trợ những tiểu đội bình thường khác đi. Lê Văn Vân nhàn nhạt nói, tôi biết các người đang dở trò, sợ hãi đám tiêm quỷ màu đỏ, các người mau đi phối hợp với mọi người đối phó đám tiêm quỷ màu lam đi, làm vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì với các người hết. Ôn Uẩn vội vàng lắc đầu nói, chúng tôi là siêu cấp, nên đương nhiên phải đối phó với tiêm quỷ màu đỏ, không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp cậu giữ chân chúng, cậu chỉ cần ra tay chém giết đám tiêm quỷ đỏ này thôi là được rồi. Giờ phút này, Lê Văn Vân chỉ muốn chửi thầm má nó. Con mẹ nó chứ, ba người này nào có tới hiểm trợ anh, mà là tới quấy rối thì đúng hơn. Anh tung một đao chém tiêm quỷ đỏ, đồng thời, cả người lùi về phía sau, hờ hững nhìn ba người họ nói, nếu các người còn muốn tiếp tục như vậy, thì đợi sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ đi tìm các người thanh toán cả gốc lẫn lãi. Lê Văn Vân, cậu nói vậy có hơi quá đáng đấy, chúng tôi ở đây giúp người gác đêm các người chiến đấu, xong xuôi cậu lại còn đòi tìm chúng tôi tính sổ. Lời này của cậu đúng là khiến người ta phải lạnh lòng đấy. Đạo trưởng Tử Liên cười khẩy nói, nhưng dù là vậy, chúng tôi vẫn sẽ giúp cậu chiến đấu, còn những chuyện sau đó, để sau rồi nói tiếp. Sắc mặt Lê Văn Vân hoàn toàn thay đổi. Mà ngay lúc này, sắc mặt Lê Văn Vân đột nhiên biến đổi, anh cảm giác lông tơ khắp người mình như dựng đứng hết cả lên. Ngay giây tiếp theo, anh bất ngờ đưa mắt nhìn về phía trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một con tiêm quỷ màu vàng. Trong tay còn cầm theo thanh kiếm trụ màu đỏ, mà trên thân thanh kiếm màu đỏ đó còn có nguồn năng lượng khủng bố đang dâng trào, trong tích tắc, nó vung kiếm chém xuống. Một luồng sáng màu đỏ bay thẳng về phía Lê Văn Vân, thanh kiếm dài kia mang năng lượng đáng sợ từ trên đỉnh núi kia chút xuống. Sắc mặt Lê Văn Vân thay đổi rõ rệt, anh nhanh chóng muốn né sang bên trái để tránh đòn. Mà bên trái anh, lại là ba người Ôn Uẩn. Vị trí bọn họ đang đứng vừa hay có thể lánh đòn tấn công khủng bố này, Lê Văn Vân nhanh chóng rút lui về phía bọn họ để né đòn. Nhưng ngay lúc này, anh phát hiện trên mặt ba người bọn họ bỗng xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Tiêm quỷ đỏ, chết đi cho tao. Chỉ trong tích tắc, chân khí trên người ba người bọn họ dường như bị kích động tới cực điểm rồi, nhưng đồng thời, đòn công kích của cả ba người họ có vẻ chỉ nhắm về phía Lê Văn Vân. Đúng vậy, bọn họ giống lên vậy là để công kích đám tiêm quỷ đỏ. Nhưng vào khoảnh khắc này, bọn họ lại đang hợp lực ba đao, và mục tiêu chính là Lê Văn Vân. Các người, sự lạnh lẽo lan tràn khắp đôi mắt Lê Văn Vân. Mà đúng lúc này, trong đôi mắt ba người kia đều hiện lên ý cười ngập tràn sự âm hiểm. Đúng vậy, một đao này của bọn họ đều có chủ ý cả, những người khác đang ở trên chiến trường chắc chắn sẽ không thể thấy được tình hình bên này của bọn họ, mà người duy nhất có thể nắm được tình hình bên phía bọn họ lại chỉ có Trác Nhất Minh. Nhưng dám chắc Trác Nhất Minh sẽ không ra tay, bởi một đao cuối cùng đó, ông ta sẽ giữ lại để đối phó với đám tiêm quỷ vàng trên núi. Lê Văn Vân hai tay cầm hai thanh đao, chặn đứng đòn tấn công của ba người họ. Các người, muốn hại chết tôi. Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Đúng vậy đấy, Lê Văn Vân, mau chết đi cho khuất mắt ông, loại người như cậu, chết ở đây là hợp lý rồi đấy. Đạo trưởng Tử Liên quát với vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, đòn tấn công mạnh mẽ của tiêm quỷ màu vàng đang lao tới. Tần Tử Cuồng Dũng. Lê Văn Vân cảm thấy lông tơ khắp người đều đã dựng đứng hết cả. Đòn tấn công này, khủng bố quá mức, anh có muốn tránh cũng không thể tránh được, nên chỉ còn cách chống cự trực diện. Trảm chữ thập. Khi thi triển Tần Tử Cuồng Dũng, chân khí khủng bố trong người Lê Văn Vân dâng trào, đao phá không bay ra, ép tiêm quỷ đỏ bị bao phủ bởi luồng sáng màu đỏ. Đồng thời, khi đòn trảm chữ thập được tung ra, cùng với chân khí đang điên cuồng tuôn ra, anh hoàn toàn bị luồng sáng màu đỏ cắn nuốt. Oanh! 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 Cục đá chung quanh, những ngọn núi bị phủ đầy tuyết bắt đầu sụp đổ dưới sự va chạm của hai người, ánh sáng màu đỏ qua đi, người gác đêm cũng thế, mà tiêm quỷ màu lam cũng tương tự, đều bị đánh đến mức thịt nát xương tan. Lê Văn Vân! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giống giận vang vọng khắp trời. Khoảnh khắc này! Dường như chiến trường đã bước vào khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Dưới chân núi, sắc mặt Trác Nhất Minh thay đổi hoàn toàn. Mà Vương Hồng nhìn thấy biểu cảm của Trác Nhất Minh, sắc mặt ông ta cũng thay đổi theo, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì?
Lê Văn Vân, Lê Văn Vân bị ba người Tử Liên kia hãm hại, cậu ấy đã bị ánh sáng màu đỏ đó đánh trúng. Khoảnh khắc này, Trác Nhất Minh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại không thôi. Tử Liên, ở nơi xa, Đỗ Tắc Thành thẹn quá hóa giận, hét lớn, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có con tiêm quỷ vàng trên núi tấn công bên này, mà Lê Văn Vân khi ấy đang chiến đấu với tiêm quỷ đỏ, nên bị đòn tấn công đó đánh trúng, chỉ e là, nét mặt Tử Liên thay đổi hoàn toàn. Vậy tại sao các người vẫn còn nguyên vẹn không thương tích gì thế kia? Đỗ Tắc Thành hỏi lại với sắc mặt âm trầm. Chúng tôi chỉ chú ý tới đòn tấn công đó trước, nên kịp tránh đi. Ôn Uẩn vội vàng nói. Khoảnh khắc này, cuối cùng họ cũng chịu thừa nhận bản thân mình đang giở trò sợ hãi. Lê Văn Vân. Lê Văn Vân. Ở nơi xa, ba người Hoàng Thi Kỳ, Doãn Nhu và Trần Tiêu đầu đau như sắp nứt toạc đến nơi. Phó Vũ, Lâm Thắng Nam và những người gác đêm khác đều hướng sự chú ý về phía bên này, giờ khắc này, chiến trường dường như đã rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía bên này. Lê Văn Vân. Con người thiên tài đó. Người đàn ông thay đổi tình thế trên chiến trường, một tay chém giết cảm đám tiêm quỷ đỏ, bây giờ, lại phải bỏ mạng ở đây sao? Dưới đòn tấn công kinh khủng như vậy, anh có thể sống sót không? Trong khoảnh khắc này, tất cả người gác đêm đều rơi vào trầm mặc. Đặc biệt là người gác đêm hệ hoa. Tương lai Trác Nhất Minh sẽ phải đích thân đối phó với tiêm quỷ vàng kia, và tung ra nhát đao chủ chốt đó. Bọn họ đều hiểu rõ, sau khi Trác Nhất Minh chết đi, Lê Văn Vân sẽ đi lên, và trở thành hy vọng, là tương lai của người gác đêm hệ hoa. Mà sức mạnh Lê Văn Vân vừa thể hiện ra lúc này, cũng chính là niềm hy vọng của toàn bộ người gác đêm, hay thậm chí là hy vọng của cả trái đất và nhân loại. Trác Nhất Minh rời đi, Lê Văn Vân chính là người có triển vọng nhất sẽ đạt được tới trình độ của Trác Nhất Minh, đợi đến khi con tiêm quỷ vàng tiếp theo ngã xuống, Lê Văn Vân sẽ thay thế vị trí Trác Nhất Minh. Nhưng nếu Lê Văn Vân chết đi, Trác Nhất Minh chết đi, vậy thì tương lai của người gác đêm sẽ đi về đâu, liệu rằng bọn họ có đủ khả năng bảo vệ nổi Bắc Cảnh hay không? Liệu rằng bọn họ có thể ngăn cản được mấy con tiêm quỷ đó tiến vào thế giới người thường được hay không? Ánh sáng màu đỏ đó từ từ tản ra, mọi người đều tập trung sự chú ý về phía ngọn núi kia. Răng rắc, có cục đá rơi xuống, lực công kích của thứ ánh sáng màu đỏ đó quá kinh khủng, những nơi mà nó đi qua đều tạo nên một khe lõm vô cùng lớn. Mà vào khoảnh khắc ánh sáng màu đỏ tản đi, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, tiêm quỷ màu đỏ đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà bên trong khe lõm đó, một bóng người cầm thanh kiếm dài trong tay, quỳ nửa người trên nền đất. Người anh như vừa tắm dưới biển máu, bộ trang phục chiến đấu đang mặc trên người cũng bị tổn hại, lộ ra những miệng vết thương và làn da thịt bê bết máu. Sau đó, anh từ từ quay đầu nhìn lại, nhìn ba người đạo trưởng Tử Liên đứng cách đó không xa. Thời khắc này, đạo trưởng Tử Liên, Ôn Uẩn, và cả Chu Diệu Khôn, dường như bọn họ chỉ cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 995.